một sự lựa chọn đúng đắn khi đến nhà Malisa. Da hết nám, hết tàn nhang, hết bớt, đã là làn da trắng sáng, đẹp, bóng, thật là tuyệt vời. Và các chị ơi, mình sẽ cùng xem lại làn da của chị ấy khi đến với nhà Malisa điều trị da. Da không những tàn nhang, đốm nâu, bị bớt ở bên một phần má của chị ấy. Da không được sáng, không được đều màu, sạm và đen. Và ngày hôm nay, một kết quả thử thay đổi ngoạn mục dành cho làn da của chị ấy. Da không những hết nám, hết bớt, tàn nhang và đốm nâu, còn căng, vết bớt đã bay rồi nha. Căng, trắng, sáng, mịn và đẹp, giống như một làn da khác luôn các chị ơi. Nhìn giúp em ạ. Chị nhìn lại cái làn da của mình ngày đầu tiên á, chị thấy như thế nào chị? Nhìn rất là ghen, buồn cân lắm, tự ti lắm, không dám ra đường luôn. Dạ. Bây giờ làn da của mình sao chị? Nè, căng bóng đẹp, nhờ Malisa mang lại làn da này cho chị đó. À, vui không? Chị rất là vui. Dạ chị ơi, thế thì khi mà mình lên với nhà Malisa, một cái thương hiệu công nghệ cao, tân tiến hiện đại, sản phẩm tốt, an toàn, hiệu quả, mà giá 800 nghìn một lần điều trị da, chị thấy như thế nào chị? Rất là bình dân. Trước là đi chưa đi đó là tưởng đâu là nhiều lắm. À. Nhưng mà tới nơi rồi nghe 800 nghìn đó là bình dân. Ai cũng có thể tiếp xúc được với nhà sản phẩm Malisa. Ấn tượng đầu tiên của chị thấy là điều gì chị? Phong cách phục vụ của Malisa rất là tốt, từ bác bảo vệ lễ tân rồi nhân viên rồi quản lý rất là ok. Nơi rất là nhiệt tình với khách hàng, rất là quan tâm đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng. Và với giá 800 nghìn đồng để mà làm được cái làn da đẹp như thế này thì chị nghĩ là có nhiều cơ sở làm được hay không? Không, các chị Mai mới làm được. Được. Mấy chị hãy mạnh dạn đến Malisa mà làm đẹp, giá cả thì phải chăng. Và chị Mai rất là ưu tiên cho người phụ nữ tuyệt.